Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 9, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Đoàn đã đi thị sát công trình khu hành chính, các công trình thi công khu vực trung tâm thị xã Sapa kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tại khu vực sân quần nơi diễn ra lễ khai mạc tuần văn hóa chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 20 tháng 9. Khu vực sân vận động nơi diễn ra lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, dự kiến diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 sau khi nghe lãnh đạo sở du lịch thị xã sapa các chủ đầu tư nhà thầu đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công giải pháp thực hiện cũng như đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh thời gian là rất gấp vì vậy các sở ngành của tỉnh ủy ban nhân dân thị xã sapa chỉ đạo các chủ đầu tư nhà thầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành đúng thời gian chất lượng công trình đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức buổi lễ kỷ niệm và các hoạt động bên lề tạo không khí vui tươi phấn khởi là điểm nhấn và là cơ hội để quảng bá hình ảnh sapa nói riêng và lào cai nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế